Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dững. Thì hôm nay là thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2023. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn. Hiện tại thì mình đang ở trên cái vườn xài tơ nha các bạn. Xài tơ mình thì nó có khoảng là 2 công sau lưng mình á. Thì hiện tại ra lọc rất là gộ nha. Cũng chuẩn bị 1-2 ngày nữa mình đợi cho mấy cái lọc sau á nó bự bự lên bằng cái lọc trước. Nói chung là không để nó nhỏ quá các bạn, khi nhỏ quá mình đổ thì nó bị giống như bị đẹt vậy đó. Thì mình sẽ để cho nó 1-2 ngày nữa mình đổ gốc luôn nè. Bữa nay lá lụa đồ cũng đổ được rồi. Còn cái vườn mình mới mướn đây, vườn sát sát ganh nè, sát ganh mình của ông bác mình mới mới mướn đây, thì nó bông nó khoảng có một clip nó ra gộ luôn các bạn. Thì chắc clip đó mình không đổ gốc quá đó, còn lại thì mình cũng đổ gốc một lượt luôn. Thì thôi quay lại cập nhật giá tại vườn nha các bạn, thì cũng quay chia sẻ cái vườn, tình hình cái vườn của mình cho các bạn nắm nha. Đây thì chuẩn bị đổ gốc, một vài ngày tới đổ gốc, cũng đã làm vùng được hết rồi nè. Đó, làm vùng hết rồi. Thì giá thu mua tại vườn thì giá ngày bữa nay mình báo giống như chiều hôm qua mình báo thôi các bạn. Giá xài xanh, xanh nhất là 6.000, xanh nhì là 3.000, xài vàng, vàng nhất là 8.000, vàng nhì là 4.000. Thì giá mình báo là giá thu mua tại vườn nha. Anh em nhà vườn nào mà có bán thì cứ alo trực tiếp mình. Mình thì cũng được các bạn, alo mình cũng được, alo em mình cũng được nha. Thì số điện thoại mình ghim trên màn hình. Thì hôm qua thì cũng có thấy một số anh em ở trên ở huyện Cao Lãnh thì cũng có bẻ bán đó các bạn. Thì giá nó nhỉnh hơn ngàn, giá giao tại vừa giá nhỉnh hơn ngàn. Mà cũng có nói là chỉ ăn riêng trường hợp của ông anh đó là cao hơn ngàn thôi. Còn đa phần á, là cũng là 63 và 7 63 và 84 nữa các bạn. Thì xanh thì 6.000 3.000, vàng thì 8.000 4.000. Đó. Lóc rất là đẹp nha. Thì cũng mong là cái vụ tới với cái vàng lọc đều như thế này nè các bạn, vàng lọc đều. Vàng lọc mình ra cũng khoảng là 90% các bạn đó, thì sẽ đạt kết quả tốt nha. Thì video hôm nay mình chủ yếu mình quay cập nhật giá xài tại vườn thôi, rồi cũng quay sơ sơ cái vườn xài tơ. Mùa này quá trời nắng các bạn, nắng nước mình bơm vô mấy ngày trời á, bơm vô tiền nội tiền tiền xăng với tiền dầu không thì cũng bộn khá khá các bạn. Đây hầm bên đây cũng bơm vô nữa nè, nhưng mà trời nắng nó quá trời nó rút nước mau rồi, bơm vô để làm lọc đó các bạn. Thì video mình đến đây là kết thúc nha. Những anh em nào mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn qua chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha các bạn. Thì thôi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.